Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình gặp lại một cái máy tính HP mã USDT các bạn. Thì đây là HP 8300 USDT hay còn gọi là USFF các bạn. Thì đây là cái máy tính HP cái form khá là nhỏ gọn các bạn. Chạy CPU laptop nè. Chạy CPU máy bàn, RAM laptop và ổ cứng laptop hoặc là ổ SSD 2.5 inch nữa các bạn. Đó. Rồi, đây là HP 8300 Ultra Slim Desktop các bạn. Ở ngoài dán tem i5 thôi các bạn, Win 7, nhưng mà thực sự khi mà khách hàng mua một cái máy này á, là với cái option nó chỉ lận CPU Core i3 Gen 3 các bạn, gồm hai core 4 luôn. Rồi. Phía trước thì các bạn mình sẽ mô tả lại xíu, mình sẽ có ổ DVD drive slim nè. Nó bố vơ các bạn, có một cái fan run phía trước hút gió vô, đồng thời là mát cho CPU bên trong này. Rồi 4 cổng USB 2.0 và cổng gắn tai nghe rồi các bạn. Rồi ở dưới chân thì có 4 cái nút cao su để nó nằm xuống cho nó im. Rồi phía sau một cái fan rear để hút gió ra ngoài các bạn, đồng thời nó sẽ làm tản nhiệt cho cái cặn màn hình ở trong đây nếu mà mình có inthon thêm các bạn. Rồi có hai cổng DisplayPort nè các bạn, 4 cổng USB 3.0, hai cổng USB 2.0 và cổng PS2 để gắn phím chuột đời cũ, có cổng VGA để xuất hình nữa nè các bạn. Rồi sử dụng adapter 19V nữa các bạn, và đây là adapter nữa các bạn, 19V 135W các bạn nha. Đây, và đây là cục adapter HP, người ta gọi là HP đầu kim, bên trong nó có cái kim ở trong đó các bạn. Đó. Rồi, nhu cầu của khách hôm nay là muốn nâng lên một CPU 4 core 8 luôn, nhưng mà cái TDP các bạn, tức là cái watt đó, càng thấp càng tốt, bởi vì máy này chạy với cái thời gian rất là dài trong ngày, thường thường là mở từ 6 giờ sáng tới khoảng 10 giờ 11 giờ đêm các bạn. Khách là muốn cũng ít tốn điện này, mát mẻ, thì giải pháp đưa ra đó là con CPU Xeon E51265LV2. Đó. Con CPU này có cái lợi hại là gì các bạn? Xung 2.5, mắc turbo boost là 3.5GHz, 4 core 8 luôn. Và mắc TDP chỉ là 45W thôi các bạn, rất là thú vị. Và cái mã 265L này có HD Profit. Tức là có VGA on trong trong CPU luôn các bạn. Rồi, ok, bây giờ chỉ mở ra nâng cấp CPU cho khách hàng thôi các bạn. RAM 8GB thì máy có sẵn rồi. SSD 120GB để chạy Windows và phần mềm bán hàng thì cũng có sẵn rồi các bạn. Đây, đơn giản là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn tham khảo nha. Rồi thì các bạn dặn ốc phía sau nữa, các bạn sẽ đóng lại cái nắp ra phía sau. Nào, tôi sẽ dỡ được cái nắp ra ngoài. Rồi các bạn thấy không? Đây là chạy RAM laptop nè và đang gắn một thanh RAM 8GB các bạn. Còn một slot nữa để chúng ta nâng cấp lên. Đó. Rồi, chúng ta rút cổng cáp của ổ quang ra. Rồi, chúng ta bóp nhẹ vô cái cần màu xanh này, chúng ta đẩy cái ổ DVD về phía trước. Đây là ổ DVD dạng slim nè các bạn. Đó. Rồi, xem chúng ta bóp vô cái này. Rồi, chúng ta kéo lên vậy, chúng ta sẽ rút được ổ SSD ra. Và đây là cái SSD 2.5 inch nè các bạn, 120GB. Đó, con 8300 này USF này cũng có cái hay nha các bạn, là gắn được thêm một cái khe cái cạc SSD chuẩn mSATA các bạn ở dưới đây nè. Đó, trong trường hợp ví dụ các bạn muốn gắn thêm ổ cứng thì các bạn sẽ gắn SSD mSATA, sau đó chúng ta gắn ổ cứng 2.5 inch ở trên nữa. Và có khe bên đây để gắn thêm cái cạc Wi-Fi, thì Wi-Fi là cái phần option. Có máy có máy không các bạn. Rồi, cái tiếp theo nữa là các bạn sẽ dặn con ốc này và con ốc này ra. Một con. Rồi, hai con. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ kéo nhẹ cái này lên. Kéo nhẹ lên, đồng thời dùng một tay kéo nhẹ cái này về phía sau. Đó, thì chúng ta sẽ tháo được cái này ra. Rồi, chúng ta sẽ rút cái này lên rồi các bạn. Rồi, đây rút cái dây fan ra. Rồi, sau đó chúng ta dặn 4 ốc để chúng ta thay con CPU ha. 1 2 3. Rồi 4. Đây là cái heat sink nè các bạn. Rồi, cái máy này support max CPU là con CPU i7-3770 dòng S các bạn, với max TDP là 65W các bạn. Các bạn gắn CPU dòng thường là không chạy được nha. 65W trở xuống thôi. Rồi, bây giờ mình đặt con 1265LV2 xuống. Rồi, đóng nắp lại, giống như là main H61 vậy các bạn. Rồi, sau đó chúng ta tra cho máy một ít gel tản nhiệt MX4. Ít thôi nha các bạn. Rồi, nhiều quá nó tràn xuống két các bạn.
và sau đó mình đóng lại. Cái dòng ống đồng là nằm bên rìa à, chúng ta nhớ vậy nha. Rồi chúng ta dặn lại. Rồi cho vô hơi hơi trước các bạn, rồi sau đó mình mới xiết nha. Rồi bây giờ mình mới lắp cái fan lại. Rồi ghim cái dắt nguồn fan trước. Rồi chúng ta giặt cái dây điện rồi vô cho nó gọn gàng lại các bạn. Rồi tiếp đó là chúng ta làm thao tác ngược lại thôi, ta gắn cái càng này vô trước. Rồi sau đó chúng ta kéo về phía sau. Đó, các bạn thấy cái này nó sẽ gài lại nè. Sau đó mình dặn hai con ốc mình lại các bạn. Rồi dặn ốc này lại. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái đế đê lại các bạn. Chúng ta bẻ cần lên, chúng ta đặt cái đế đê xuống. Rồi sau đó chúng ta kéo đè cần này xuống. Đó, nó đã cố định lại rồi các bạn. Rồi ổ đi đi thì chúng ta gắn ngược lại thôi, đút vô cái tray này. Rồi đút xuống. Xong rồi kết nối cáp lại các bạn. Rồi xong rồi, bây giờ mình mở máy lên test lại nha các bạn. Rồi thay đổi máy lên. Rồi đang vào Windows luôn nè các bạn. Rồi vào Windows nè. Các bạn thấy CPU này boost lên cao ghê không? 3.39GHz luôn nè các bạn. Tại vì mắc turbo boost của CPU này á là 3.5GHz các bạn. Và CPU này có 4 core A8 luôn. RAM là 8GB nè các bạn, đang gắn một thanh thôi, boost 1600. Rồi SSD là Steam Plus 120GB. Rồi ok các bạn, đây là Device Manager nè các bạn. Đó, Steam 120GB nè các bạn. Intel HD Graphics. Rồi Xeon 1265LV2. Đó, 45 quá thôi, thú vị thiệt các bạn. Đây, Ben sẽ thử cho các bạn tham khảo nha. Rồi, ok, một cái máy nhỏ gọn, mang tính chất văn phòng các bạn, có thể làm chạy phần mềm bán hàng nè. 4 core 8 luồng cũng làm được nhiều chuyện đó các bạn, và đặc biệt đó là TDP rất là thấp luôn, chỉ có 45W thôi. Toàn hệ thống chạy nếu mà full load luôn chỉ 50W các bạn, rất là thú vị. Khách có yêu cầu là bây giờ làm cái màn hình chính 19 inch là dùng để chạy phần mềm tính tiền các bạn, bên build á. Còn khách muốn muốn sang thêm một cái TV 40 inch các bạn, để chiếu mấy clip đồ cho khách hàng tham khảo các bạn, thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mua thêm cái đầu chuyển thôi. Cái đầu chuyển này của bên China các bạn, đầu cũng rất là nhỏ gọn. Đó, thì cái đây nè các bạn biết là phía sau của máy HB83 là có ngõ DisplayPort các bạn. Mình quay riêng ra cho dễ thấy nha. Đó, đây nè các bạn, thì đây là cái đầu DisplayPort nè, và xuất ra màn hình là HDMI đây. Đó, thì các bạn chỉ ghim vô một ngõ DisplayPort phía sau máy thôi thì sẽ xuất ra được cái cổng HDMI, sau đó mình dẫn tới cái TV hoặc là một cái màn hình LCD khác có cái ngõ kết nối là HDMI các bạn, cũng rất là tiện. Cái đầu này chỉ có 50.000 thôi các bạn. Rồi ok, đó là đôi nét về việc nâng cấp CPU hay là update CPU cho HB83 USDT các bạn, và cái cách để mà mình gắn cái HB mini này lên cái màn hình của cổng HDMI. Đó là mình dùng thêm cái đầu chuyển này các bạn, DisplayPort to HDMI. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip, vui lòng giúp ủng hộ kênh mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.